Ngày 9 tháng 4, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Dân hỏi, Chính quyền trả lời vào tháng 4 năm 2023 với chủ đề Quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục rà soát, củng cố hồ sơ quản lý đối với đường cầu, hầm đường bộ, các công trình phụ trợ và các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các công trình thủy lợi ngăn triều, nhanh chóng số hóa dữ liệu hồ sơ để phục vụ tốt công tác quản lý bảo trì, sửa chữa hoặc khắc phục sự cố. Bên cạnh đó, thành phố cần theo dõi tình trạng công trình đường bộ, kiểm tra thanh tra việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ và đột xuất. Thành phố Hồ Chí Minh có giải pháp hiệu quả để giải quyết tình trạng ngập cục bộ trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn cho nhân dân sinh sống hai bên tuyến và lưu thông trên tuyến đường bị ngập. Ngoài ra, thành phố nên giao một đơn vị quản lý chung đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung như đường dây điện, cáp và đường ống để thống nhất quản lý, xử lý nghiêm các đơn vị thi công đào đường, vỉa hè, tái lập không đạt yêu cầu. Ngày 9 tháng 4, Công an huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Cẩm Hoàng, 33 tuổi, trú huyện Karong Nô, tỉnh Đắk Nông, để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 13 tháng 2, Công an huyện Đắk Miêu nhận được tin báo từ các tu sĩ Cộng đoàn Lâm Bích Kitô Vua ở xã Đắk Rờ La, huyện Đắk Miêu về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hơn 60 triệu đồng tiền mặt, 1.500 đô la Mỹ, 4 điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân. Đến ngày 23 tháng 2, Công an huyện Đắk Miêu đã bắt giữ Lê Cẩm Hoàng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm đồng phạm với Hoàng là Trần Hoàng Ngọc, 42 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận trước đó ngày 2 tháng 1, đã đột nhập một cộng đoàn giáo xứ ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, trộm hơn 1 tỷ đồng. Theo đại úy Trần Quốc Huynh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an huyện Đắk Miêu, ngoài hai vụ trộm cắp tại tỉnh Đắk Nông và Bình Phước, hai đối tượng trên còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô khi các lái xe ngủ qua đêm tại một số cây xăng trên tuyến quốc lộ 14 qua địa phận các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương. Sự việc xảy ra vào buổi sáng ngày 8 tháng 4, một con bò đực của người dân nhốt trong chuồng bị tuột dây chạy ra quốc lộ 1, đoạn qua xã Hố Nai Ba, huyện Trảng Bơm. Con bò sau đó hoảng loạn, điên cuồng rồi hút hàng loạt người điều khiển xe máy trên đường. Nhiều người bỏ xe máy để chạy thoát thân, rất may một số người chỉ bị thương nhẹ, nhiều xe máy bị hư hỏng. Do bò điên hung hãn, to lớn nên không ai dám lại gần. Sau đó con bò chạy vào một quán nước bên đường rồi dừng lại. Nhận được tin báo, công an xã Hố Nai Ba đến hiện trường tìm cách khống chế. Gần một giờ sau, lực lượng chức năng và người dân đã khống chế được con bò này. Thông tin từ công an huyện biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường liên xã đoạn qua thôn Đắc Son 1, xã Phú Nghĩa, giữa xe container và xe máy, khiến hai người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe container biển kiểm soát 76H01126 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 76R00562 lưu thông trên đường liên xã hướng từ huyện Bù Gia Mập đi thị xã Phước Long. Khi đến đoạn qua thôn Đắc Sông 1, xã Phú Nghĩa thì bất ngờ tông vào xe gắn máy biển kiểm soát 67D104282 lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến hai bà cháu, bà 78 tuổi và cháu trai 14 tuổi trên xe máy tử vong tại chỗ. Chiếc xe gắn máy dường như gãy nát, còn xe container lao sang bên phần đường đối diện lật ngang, hỏng nặng. Chiều ngày 9 tháng 4, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết vừa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ 48 tuổi ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, chủ một quán karaoke trên địa bàn, tử vong trong căn nhà bỏ hoang ở xã Tam Lập, huyện Phú Giáo. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 4, người dân khi đi ngang qua căn nhà bỏ hoang trong vườn cao su ở ấp Đuôi Chuột, xã Tam Lập thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nghi vấn do nạn nhân tự tử bằng thuốc diệt cỏ. Ngày 9 tháng 4, ông Huỳnh Văn Trung, bí thư đảng ủy phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xác nhận
bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường này đã bị Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn xóa tên khỏi danh sách đảng viên do tự ý bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí từ tháng 10 năm 2022, đến nay không có lý do chính đáng. Về mặt chính quyền, bà Huyền đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn ra quyết định bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gành Ráng do tự ý bỏ việc trong thời gian dài. Dự kiến nhân sự thay thế bà Huyền sẽ được phường Gành Ráng tiến hành bầu vào chiều ngày 10 tháng 4. Trước đó, bà Huyền có đơn xin nghỉ phép 15 ngày, từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 9 năm 2022, lý do có việc gia đình. Tuy nhiên, sau đó bà Huyền bỏ nhiệm sở, không đến cơ quan làm việc. Ủy ban Nhân dân phường Gành Ráng đã nhiều lần liên hệ triệu tập đến tận nhà để mời bà Huyền lên làm việc, nhưng không tìm thấy. Trong thời gian bà Huyền nghỉ việc, lực lượng chức năng và công an địa phương nhận các đơn tố giác trình báo bà này nợ tiền tỷ của nhiều người nhưng không trả. Một số đơn thư phản ánh bà này góp vốn mua đất, bán chia lãi theo tỷ lệ, nhưng sau đó thất hứa ôm tiền bỏ trốn. Tối qua ngày 8 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, chung kết đại sứ Hoàng Mỹ Miss International Queen Việt Nam 2023, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Nguyễn Hà Diệu Thảo, sinh năm 2000, quê Hải Dương. Tuy nhiên, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin, đây là hoạt động thi người đẹp chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật. Trước đó, tối ngày 7 tháng 4, mini show Trường Nghe Biển Khóc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp của ca sĩ Jimmy Nguyễn bị đoàn liên ngành Hải Phòng buộc dừng khẩn cấp. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền, Hải Phòng, việc tổ chức những sự kiện như thế này cần phải có thông báo cơ quan chức năng cấp quận huyện trước 5 ngày, nhưng địa phương không nhận được thông báo nào từ đơn vị tổ chức. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật. Sau vụ việc ồn ào, ekip ca sĩ Jimmy Nguyễn khẳng định lỗi nằm ở ban tổ chức đêm nhạc Hải Phòng. Bởi trong điều khoản hợp đồng, đơn vị tổ chức, công ty cổ phần thương mại dịch vụ truyền thông Sóng Bài Nai phải chịu trách nhiệm xin giấy phép biểu diễn. Đại diện đơn vị này vừa qua đã xin lỗi Jimmy Nguyễn và khán giả. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho các nghệ sĩ khác khi tham gia các sự kiện biểu diễn.